Liệu có đồng hồ nữ giá dưới 1 triệu mà chính hãng hay là không? Chắc chắn là câu hỏi của nhiều cô gái. Nếu như các nàng yêu thích đồng hồ nhưng lại không có nhiều kinh phí thì có thể tham khảo những mẫu đồng hồ nữ đẹp giá dưới 1 triệu đồng mà ngày hôm nay Tambi Sanger muốn mang đến cho các bạn nhé. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video thôi. Nhiều chị em có suy nghĩ rằng đồng hồ nữ đeo tay giá dưới 1 triệu thì không thể nào mà đảm bảo được chất lượng tốt. Tuy nhiên, hiện nay một số thương hiệu đã cho ra mắt những mẫu đồng hồ nữ chính hãng dưới 1 triệu nhưng vẫn đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Chị em hoàn toàn yên tâm về độ bền nếu như mà chọn đúng hàng chính hãng nha. Giữa thị trường thật giả lẫn lộn như hiện nay, để có thể chọn cho mình một sản phẩm đồng hồ nữ chính hãng dưới 1 triệu, các bạn nữ cần phải tìm được địa chỉ phân phối uy tín và đáng tin cậy, hoặc tìm đến những địa chỉ chuyên order hàng chính hãng từ nước ngoài để chắc chắn rằng chúng ta không bị tiền mất tật mang một cách đáng tiếc. Thị trường đồng hồ Casio nữ giá dưới 1 triệu chính hãng tại Việt Nam rất sôi động và hấp dẫn với cả người mua lẫn người bán. Mặc dù có khá nhiều thương hiệu đồng hồ nữ giá dưới 1 triệu nhưng đa phần đều là của Trung Quốc. Chỉ có Casio là đáp ứng được cả chất lượng lẫn giá bán trong một mẫu đồng hồ đeo tay nữ dưới 1 triệu. Ngoài ra thì với thiết kế đơn giản, thanh lịch, toát lên nét nhẹ nhàng mà không kém phần sành điệu của Casio thì cũng rất phù hợp với đôi tay của phái nữ. Và bây giờ thì là những mẫu đồng hồ giá dưới 1 triệu mà ngày hôm nay mình muốn mang đến cho các bạn. 1. Casio LTP V005L7B3UDF với mức giá là 691.000 đồng. Mặt số được thiết kế theo phong cách thanh lịch, tất cả các chi tiết thì đều được thiết chế một cách vừa đủ. Sự thể hiện đầu tiên là ở phần niềng. Khung niềng thì có bề mặt uốn cong, không phải là dạng mặt phẳng như thường lệ. Nó có diện tích tiếp xúc với thị giác nhỏ, nhờ vậy mà tạo sự thanh tú cho sản phẩm. Hoàn thiện từ thép không gỉ 316L, kính mineral crystal, mặt số màu trắng, nổi bật lên là các cọc số màu vàng hồng, đường kính là 28mm, dày 7.5mm, một kích thước phù hợp cho các nàng có cổ tay nhỏ. Kết hợp với dây da màu nâu dập vân mang lại cảm giác ôm trọn và rất thời trang. Thời hạn sử dụng pin khoảng 2 năm cùng với khả năng chống nước là 3 ATM. Với mẫu đồng hồ này thì chúng ta sẽ còn có một phiên bản dây da màu đen nữa, các bạn có thể tham khảo ở đường link mình để phần mô tả nha. 2. Casio LTP V006L4BUDF với mức giá là 815.000 đồng. Đây sẽ là một mẫu đồng hồ có phần nổi bật hơn với tông màu hồng từ dây da cho tới mặt số. Về thiết kế mặt số thì có tông màu hồng nhạt hơn với các cọc số vàng hồng, ba kim thanh thoát rất đẹp mắt, cùng với đó là ô hiển thị lịch ngày và lịch thứ vô cùng tiện lợi. Đường kính mặt số là 25mm, dày 9.2mm, khả năng chống nước là 3 ATM. Một mẫu đồng hồ thực sự phù hợp với những ai là fan của màu hồng hay là những nàng có lối ăn mặc hơi phá cách, có khả năng phối đồ độc đáo thì với mức giá này là không thể bỏ qua. 3. Casio LA670DA7DF với mức giá là 914.000 đồng. Với mặt vuông cá tính, dây đeo bạc sáng bóng, mặt số điện tử cùng nhiều tính năng cao cấp sẽ là một sự lựa chọn hợp lý dành cho bạn. Đây cũng là một trong những mẫu đồng hồ đeo tay nữ bán chạy nhất. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ pha trộn giữa thiết kế hoàn mỹ với các công nghệ, cùng với vẻ ngoài hoàn hảo, độ che chắn tuyệt vời, bạn có thể tìm thấy điều đó ở chiếc đồng hồ nữ Casio này. Dây đeo kim loại chống gỉ, mạ ánh sáng bạc sang trọng, mặt đồng hồ hiển thị số điện tử, thông báo cho bạn những thông tin cơ bản như là giờ, phút, giây, ngày tháng. Ngoài ra thì bạn cũng có thể đặt báo thức hay là bấm giờ thể thao một cách dễ dàng, nhỏ gọn mà thời trang là điều mà bạn sẽ có khi mà sở hữu mẫu đồng hồ này đấy. Mẫu đồng hồ thứ tư Casio LTP V001SG9BUDF với mức giá là 987.000 đồng. Một mẫu đồng hồ thời trang nữ mang đến sự sang trọng với dây đeo để mi, nổi bật với hai dải màu vàng, kết hợp với mặt kính mineral crystal, đường kính là 25mm, dày 7mm, hoàn thiện với chất liệu thép không gỉ 316L. Thiết kế mặt số đơn giản từ các con số 1 đến 12, to rõ cùng với ba kim thanh mảnh tạo nên một tổng thể hài hòa, tinh tế trên nền màu vàng tạo điểm nhấn trên cổ tay của bạn. Phù hợp cho các nàng theo đuổi phong cách thời trang thanh lịch sang trọng nhưng không kém phần cá tính. Và cuối cùng là Casio LTP 1183Q9ADF với mức giá là 987.000 đồng. Đường kính mặt số là 26mm, một đường kính mặt số gần như là phù hợp với mọi cổ tay của các cô nàng, đặc biệt là các cô nàng có size cổ tay nhỏ đến trung bình, bề dày mặt số là 8mm. Sắp vàng nổi bật cho mặt đồng hồ với tông màu này tuy rằng không có một mức giá quá cao, thế nhưng nó vẫn sẽ là một điểm nhấn cực kỳ nổi bật cho phong cách lẫn chất riêng của phái đẹp. Các chi tiết trên mặt số đồng hồ đều được thiết kế bằng những đường nét nhỏ gọn, kích thước khá phù hợp với mặt số nhỏ nhắn, không quá chiếm diện tích trên mặt đồng hồ. Song song đó thì các chi tiết này đều được thiết kế nổi, vừa góp phần làm mặt số trở nên cá hồn, có chiều sâu hơn, lại phần nào giúp bạn dễ dàng xác định thời gian. Kết hợp với dây da màu nâu dập vân khiến cho đồng hồ càng thêm nổi bật với sự kết hợp hai tông màu vàng và nâu. Và vừa rồi là 5 mẫu đồng hồ Casio nữ với mức giá dưới 1 triệu đồng mà ngày hôm nay tụi mình muốn mang tới cho các bạn. Đừng quên like và subscribe cho kênh Tambi Sanger nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. We'll be right back.